Qua một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, Công an huyện Tương Dương đã xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 01M và 02M. Cụ thể, vào hồi 4 giờ sáng ngày 15 tháng 12, tại bản Siêng Líp, xã Yên Hòa, lực lượng Công an huyện Tương Dương đã bắt hai đối tượng là Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1974, trú tại xã Cẩm Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, và đối tượng Lương Thị Hà, sinh năm 1991, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 5 bánh heroin. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày 15 tháng 12, lực lượng Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trí Nguyên, sinh năm 1982, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1.000 viên hồng phiến. Hiện các vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra làm rõ.